Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Hữu Tuấn được biết đến là một nhà quay phim kỳ cựu, đứng sau những thước phim đã trở thành kinh điển của điện ảnh Việt Nam như Thương Nhớ Đồng Quê, Thị Xã Trong Tầm Tay hay Bến Không Chồng. Một người đã bước sang tuổi 71 với cuốn sách đầu tay đầy hồi ức về Hà Nội cũ, về chiến tranh, về điện ảnh thời bao cấp. Khi cầm cuốn sách Những thước phim trong suốt vừa được ra mắt của ông, chúng ta sẽ phần nào cảm nhận được những hồi ức đẹp và chân thực ấy. Đọc cuốn Những thước phim trong suốt, người đọc có thể cảm nhận được hình ảnh Hà Nội chiếm một vị thế quan trọng trong hồi ức của tác giả. Tựa sách đồng thời cũng là tựa một bài viết trong đó. Tác giả kể về những thước phim đen trắng trong suốt chụp ở phố Khâm Thiên năm 1972 và sau đó tự nguyện hủy đi. Tất cả đều giản dị mà chân thành, nhiều chia sẻ và cảm thông. Khi lớn tuổi rồi đó, các bạn ạ, thì chung quy tất cả cái điều này điều kia người ta nói rất nhiều, nhưng mà yếu tố con người quan trọng nhất. Thế thì tôi ngày xưa tôi mượn, tôi quay con người thôi. Thế nhưng mà tôi chưa quay được cái bên trong của nó. Thì tôi nghĩ không cách nói bên trong là viết. Thế đó tôi cũng chứ nếu mà máy quay mà ta kiểu như là quay scan được hết ý nghĩa con người thì tôi vẫn tiếp tục quay. Trên từng trang viết, Hà Nội của tác giả Nguyễn Hữu Tuấn hiện ra không có sự than phiền về đói khổ hay cơ cực, mà đầy lạc quan, tính nhân văn và tình yêu thương giữa con người với con người. Là một người bạn lâu năm của tác giả, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần sau khi đọc những thước phim trong suốt chia sẻ. Tôi với ông Tuấn đều có một quan niệm như thế này. Hãy nhìn cuộc đời như cái gì nó đang có. Cái ngày xưa chúng ta khổ, chúng ta bị đầy ải, chúng ta bị cái nọ kia mà là vì là thời đó nó thế, không phải là vì ai đâu. Thế thì chúng ta chấp nhận cái đó và bây giờ nhờ có cái đó mà bây giờ chúng ta thành hôm nay. Thế cho nên không oán trách cái gì cả, là một thái độ rất đúng đối với cuộc sống nói chung chứ không phải chỉ là với tác phẩm. Thế còn đối với tác phẩm thì như thế này, anh đưa lên Facebook thì tôi sung sướng là đọc trên Facebook còn thấy được rất nhiều những cái comment của mọi người ấy mà vào đấy và rất là cảm động vì có người nhận ra mình trong đó, có người nhận ra là cái tình cảm ông hóa ra tốt với mình đến thế ư. Dành tình yêu cho Hà Nội là chưa đủ, Nguyễn Hữu Tuấn tái hiện con đường lang bạt bất tận mà nhà làm phim đi qua để rồi đọng lại những câu chuyện đời vừa xa xôi vừa gần gũi. Đọc những thước phim trong suốt, độc giả sẽ thấy tái hiện một thời đạn bom, một thời gian khổ nhưng hãy biết ơn nó, bởi trân trọng quá khứ cũng là một cách sống để tốt hơn trong hôm nay và mai sau.